Trương Thị Kiều giấu nỗi buồn, chia tay đồng đội đi Úc. Chiều 2 tháng 3, trung vệ Trương Thị Kiều dạng dỡ chia tay các tuyển thủ nữ Việt Nam. Lên đường sang Úc chuẩn bị thi đấu trận play-off lượt đi trong khuôn khổ vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020. Huấn luyện NV Mai Đức Trung đã chọn 20 nữ cầu thủ giỏi nhất cho hai trận play-off gặp tuyển nữ Úc lượt đi lúc 14 giờ 30 ngày 6/3 tại sân vận động McDonald's. Zone. Newcastle và lượt về lúc 18 giờ ngày 11 tháng 3 trên sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ba cầu thủ phải chia tay đội là thủ môn Lại Thị Tuyết, Bùi Thị Trang và Trần Thị Thu Thảo. Lý giải về quyết định này, ông Mai Đức Trung cho biết dựa trên tính toán đội hình chính thức và các phương án thay người trong quá trình thi đấu. Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của trung vệ Trương Thị Kiều, đang gặp phải chấn thương đứt dây chẳng cần phải phẫu thuật. Theo VFF, đội hình tuyển nữ Việt Nam đã được huấn luyện NV Mai Đức chung cùng các trợ lý nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng với những sự thay thế tốt nhất. Liên quan đến chấn thương của Trương Thị Kiều, ông Trung cho biết kế hoạch cho Kiều phẫu thuật tại Hàn Quốc và Singapore hiện tại không thể thực hiện được do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Mọi công tác chuẩn bị cho Kiều phẫu thuật trong nước đã được quyết định, mọi thứ còn lại sẽ do Kiều quyết định sẽ thực hiện mổ tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thực hiện ca mổ tại Hà Nội, sẽ tốt hơn, vì có các bác sĩ và điều kiện theo dõi nhưng về phía cá nhân kiều sẽ khó khăn một chút vì không có người nhà chăm sóc vì vậy việc phẫu thuật cần được thực hiện càng sớm càng tốt và sẽ do kiều quyết định huấn luyện nv mai đức trung chia sẻ ở tuyến trên tiền đạo trẻ phạm hải yến sẽ chơi cặp cùng huỳnh như mong tạo bất ngờ cho đối phương trước đối thủ mạnh như úc đội tuyển nữ việt nam chắc chắn phải chơi đội hình phòng ngự chặt nửa sân tiếp tục phát huy phối hợp tấn công từ hai cánh và tận dụng cơ hội nếu có thể trong thời gian tập trung vừa qua ban huấn luyện đã đưa ra các giáo án để các cầu thủ tập phối hợp cho nhuần nhuyễn ông Trung cho biết. Một số hình ảnh của thầy trò Mai Đức Trung chuẩn bị lên đường sang Úc chiều 2 tháng 3. Chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn. Hãy bình luận phía dưới nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.